nữ phóng viên vô tình bị cầu thủ Arsenal sút bóng trúng đầu. Theo Daily Mail, nữ phóng viên Monica Ben Avern của kênh Goal TV đang dẫn chương trình tại sân Mestalla trước thềm trận bán kết Europa League giữa Valencia và Arsenal vào rạng sáng ngày 10 tháng 5 thì gặp một sự cố bất ngờ. Trong khi đang ghi hình trên sóng truyền hình trực tiếp, Ben Avern bị một cầu thủ Arsenal đá bóng trúng đầu khiến cô ngã nhào về phía trước. Sự cố xảy ra khi các cầu thủ đang khởi động trước trận đấu. Sau khi bị bóng văng trúng đầu, người dẫn chương trình cũng không còn xuất hiện trên màn hình. Máy quay ngay lập tức chuyển hướng về trường quay. Bình luận viên Jack Humphrey của BT Sport đã nhanh chóng chia sẻ khoảnh khắc bất ngờ lên mạng xã hội. Do đứng gần đó, Humphrey đã chứng kiến vụ việc này cùng Martin Keown, cựu cầu thủ Arsenal và hiện là bình luận viên của BT Sport. Vụ việc xảy ra cách chúng tôi gần 5 mét. Tôi nghi họ muốn nhắm vào Keown, Humphrey nói. Về phần mình, Ben Avern xác nhận rằng cô vẫn ổn sau khi bị bóng rơi trúng đầu. Cô còn nói đùa rằng mình vẫn còn sống và thuốc giảm đau có thể chữa lành mọi vấn đề. Thành đạt. Theo Daily Mail, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.